Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Chính Đại, nhân viên kinh doanh của công ty Cargill, nhà máy Bình Định. Hiện nay quý anh chị em, khách hàng đang xem là đàn gà Minh Dư 3 được 40 ngày. Đang dùng cái sản phẩm là 2101 1000 gà thì 30 bao phải chuyển sang 5212. Hiện nay gà 40 ngày thì sáng nay mới cân với anh chủ trại thì trung bình gà 7 đến 8 lạng, con lớn có thể là hơn. Hiện nay các trang trại không riêng gì con heo thì con gà cũng cạnh tranh rất là khốc liệt. Làm mục tiêu làm sao mà giảm chi phí đầu vào để chúng ta cùng giảm thiểu chi phí đầu vào để chúng ta cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro. Khách hàng mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm Cargill tại Kon Tum và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gà thì liên hệ với Đại thông qua số điện thoại 0917781287. Xin trân trọng cảm ơn.